Trong video này, chúng tôi sẽ tiến hành các thí nghiệm trong căn phòng có diện tích khoảng 25m² để chứng minh cho khả năng làm mát, sức gió mạnh và động cơ vận hành êm ái. Khả năng làm mát cho nhiều không gian khác nhau, kể cả là không gian mở chính là ưu điểm nổi bật của máy làm mát Fuji Air. Để kiểm chứng cho khả năng làm mát của 3 model máy AC18B, AC17C và AC11DB, thì ngay sau đây tôi sẽ tiến hành đo nhiệt độ mà máy có thể hạ xuống. Nhiệt độ của căn phòng khi chưa sử dụng máy làm mát là 31 độ. Sau khi sử dụng máy làm mát Fuji Air AC18B, nhiệt độ phòng của chúng ta đã hạ xuống chỉ còn 25 độ C. Chúng ta thực hiện thao tác đo tương tự với hai model còn lại. Từ nhiệt độ 32 độ C, chiếc AC11DB đã làm giảm nhiệt độ xuống còn 25 độ. Còn đây là mức nhiệt thu được khi sử dụng chiếc AC17C, từ 31 độ giảm xuống còn 25 độ C. Như vậy là chúng ta vừa chứng minh 3 model máy làm mát Fuji Air AC18B, AC17C và AC11DB có khả năng giảm nhiệt độ xuống từ 5 đến 10 độ C. Vậy còn tốc độ gió và khả năng thổi xa lan tỏa trong căn phòng thì như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng kiểm chứng với thiết bị đo tốc độ gió chuyên dụng. Ở cự ly gần ngay trước cửa gió, chúng ta đo được tốc độ gió của chiếc AC18B là 5,3 m/s, chiếc AC17C là 8,4 m/s và chiếc AC11DB là 10 m/s. Ở cự ly cách cửa gió 2 m, chúng ta đo được tốc độ gió của chiếc AC18B là 2 m/s, chiếc AC17C là 2 m/s và tốc độ gió của chiếc AC11DB là 2,4 m/s. Khả năng sử dụng máy trong những không gian yên tĩnh như phòng làm việc hay phòng ngủ chính là một trong những ưu điểm nổi bật của 3 model máy làm mát của hãng Fuji Air. Và ngay sau đây, để thấy được máy vận hành êm ái như thế nào thì chúng tôi sẽ tiến hành đo độ ồn của 3 model máy làm mát này. Sau khi khởi động máy làm mát Fuji Air AC18B, chúng ta đo được độ ồn lúc này của máy là 46 dB và con số mà chúng ta thu được là 59 dB đối với chiếc AC17C. Chiếc AC11DB cũng có độ ồn là 59 dB. Chúng ta tiếp tục đo độ ồn của máy ở khoảng cách xa hơn, cách cửa gió là 2 m. Độ ồn thu được khi sử dụng chiếc AC18B là 41 dB, trong khi chiếc AC17C có độ ồn là 53 dB. Và đó cũng là độ ồn mà chúng ta thu được khi sử dụng chiếc AC11DB. Như vậy, so với mức ồn tại các không gian sinh hoạt bình thường như là phòng làm việc, khách sạn là khoảng 60 đến 70 dB thì số liệu mà chúng ta đo được hoàn toàn đảm bảo yên tĩnh cho các không gian phòng. Với các thí nghiệm mà chúng tôi vừa thực hiện, hy vọng quý vị và các bạn đã phần nào yên tâm hơn về chất lượng của sản phẩm. Chúc quý vị có một mùa hè sảng khoái và tươi mát bên chiếc máy làm mát Fuji Air.